Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Với lịch đăng vào 11 giờ trưa, thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại thành phố Đức Châu, Sơn Đông, Trung Quốc. Trong cuộc sống của chúng ta, ai thì cũng có những lúc khó khăn riêng đúng không các bạn? Nhiều khi chúng ta cảm thấy rằng, tại sao cuộc đời của mình không sung sướng như những người khác? Tại sao mà nhiều khi mình đang chật vật vất vả tìm việc thì những người bạn cũ đã có mức lương ổn định hàng ngàn đô, hoặc nhiều anh chị em mà FA thì đôi lúc cũng tủi thân vì cô đơn quá, suy nghĩ rằng tại sao mà những người khác lúc nào cũng dập dìu, có người đưa kẻ đón, tay trong tay viên mãn như vậy. Thật ra bạn có bao giờ nghĩ rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài của câu chuyện? Chúng ta thực sự không biết những người xung quanh của chúng ta đang trải qua những gì và họ đã phải chiến đấu như thế nào trong cuộc sống của họ. Cuộc đời của mỗi người đều là một câu chuyện khác nhau và có những khó khăn riêng. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo. Hãy ấn nhé! Vào tối ngày 4 tháng 5 năm 2014, vài ngày sau kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động, dư âm của không khí tiệc tùng giải trí vẫn còn đọng trong khu vực thành phố Đức Châu, Sơn Đông. Khoảng 4 giờ chiều ngày hôm đó, một cuộc điện thoại từ một người thanh niên trẻ tuổi đang sống ở một thành phố khác cách xa hàng nghìn km gọi tới. Anh ta báo tin rằng đã đột ngột mất liên lạc với bố mẹ mình đang sống ở thành phố Đức Châu, nên muốn nhờ cảnh sát tới nhà kiểm tra xem có vấn đề gì không, bởi vì bố mẹ anh ta đều ngoài 50 và đã nghỉ hưu. Hơn nữa, bố anh lại ngồi xe lăn không tiện di chuyển, nên hầu như bố mẹ anh ta sẽ không đi đâu xa cả. Nhưng từ chiều hôm qua đến giờ, anh ta đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại về nhà nhưng không có ai nghe máy. Nhận được tin báo, một nhóm cảnh sát đã thử đến địa chỉ mà người thanh niên thông báo. Cặp vợ chồng này sống ở một căn phòng có số 1403 trong một khu nhà mới nằm ở ngoại ô thành phố. Khi cảnh sát đến căn nhà này thì cửa đã khóa, nhưng một dấu hiệu xấu đã xuất hiện ngay tại thềm nhà. Đó là có một vết máu nhỏ ngay cửa. Cảnh sát nhanh chóng gọi đội cắt khóa tới hỗ trợ. Ngay khi cánh cửa mở ra, không gian ở đây toàn một mùi máu tanh nồng. Phòng khách rất lộn xộn, từ cửa ra vào cho tới cửa sổ, có rất nhiều vết máu nhỏ giọt vương vãi trên nền nhà. Còn có một vết máu rất lớn, có dấu vết do kéo lê để lại trên sàn. Tất cả các ngăn kéo lớn nhỏ đều bị mở ra, có dấu hiệu lục lọi, tìm kiếm tài sản rất rõ ràng. Giờ chúng ta sẽ quan sát dấu vết máu kéo lê rất lớn trong sàn phòng khách, dẫn vào ban công phía nam trên màn hình nha các bạn. Như vậy rõ ràng, có một người bị thương rất nặng, hoặc một thi thể với rất nhiều vết máu đã bị kéo lê qua vị trí này. Dấu vết máu này hướng về phía ban công. Chậu hoa trên bậu cửa sổ ở đây cũng đã bị rơi, vỡ nát thành từng mảnh. Một người phụ nữ khỏa thân nằm nghiêng, úp mặt vào hướng trong tường. Vũng máu bên cạnh thi thể đã khô. Chiếc khăn tắm của bà ấy đã thấm đẫm máu và bị bung sang một bên. Đây chính là nữ chủ nhân của căn nhà này, tên là Ngọc Duyên, 57 tuổi, là mẹ của thanh niên đã gọi điện báo án. Trên thi thể của người phụ nữ này có rất nhiều vết thương do vật sắc gây ra. Chiếc xe lăn của nam nạn nhân vẫn còn ở trong phòng khách, và trên kệ tì tay cùng với bánh xe có rất nhiều vết máu. Điều này chứng tỏ người đàn ông ngồi xe lăn cũng đã bị thương. Ông ta là Lưu Phát, 58 tuổi. Ông từng bị thương nặng trong một tai nạn lao động khi đang đi kiểm tra công nhân làm việc ở nhà máy. Và chiếc xe lăn này là phương tiện đi lại của ông ta. Nhưng xe ở đây, còn người thì đâu rồi? Cảnh sát phán đoán rằng có thể ông ta đã bị hung thủ khống chế và bắt đi, bởi vì có những vết máu rơi ở ngoài cánh cửa như vậy, chứng tỏ có người bị thương hoặc trên người dính rất nhiều máu rời khỏi căn nhà này. Khi tiếp tục kiểm tra hai phòng ngủ, cảnh sát thấy tình hình ở đây còn lộn xộn hơn cả ngoài phòng khách. Các cánh cửa tủ, ngăn kéo đều bị mở ra. Quần áo, giấy tờ, đồ linh tinh đầy sàn nhà. Hung thủ trong quá trình lục soát đã ném nhiều đồ đạc lung tung khắp nơi. Không gian phòng gần như không còn chỗ nào gọn gàng. Nhưng điều làm cho cảnh sát quan tâm nhiều hơn là chiếc giường trong phòng ngủ phía tây. Trên giường có dấu vết máu bắn. Nệm giường rõ ràng đã bị kéo xô lệch về hướng tủ quần áo, cho thấy từng có sự xô đẩy hoặc vật lộn rất rõ ràng ở đây. Gần bức tường ở gần cửa phòng ngủ có nhiều vết máu nhỏ giọt. Sau đó có dấu chân dẫm lên tạo thành những vết chân máu loang lổ. Giữa giường và tủ có một khoảng cách 80cm đã bị chất đầy quần áo và những đồ lặt vặt ném lên. Khi cảnh sát thu dọn đồ đạc ra khỏi vị trí này để kiểm tra, thì họ phát hiện xác chết của một người đàn ông đang nằm sấp dưới đất, hướng nằm song song với thành giường.
Cả hai người sống trong căn nhà này đều đã bị giết. Cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra chi tiết tại hiện trường để tìm hiểu về nguyên nhân của vụ án, động cơ của nghi phạm. Tuy nhiên, trong căn phòng lộn xộn và mọi thứ bị bới tung như thế này, làm thế nào để xác định được nơi bắt đầu thảm kịch? Chiếc bàn trà còn tương đối ngăn nắp ở phòng khách là điều đầu tiên thu hút sự chú ý của cảnh sát. Có một chai rượu mạnh đã được mở nắp và sử dụng, chỉ còn gần 300ml. Đây là một chai nhựa có vỏ ngoài màu đỏ, hình dáng khá đặc biệt, nhìn nó hơi giống như một cái hồ lô. Nhưng điều không bình thường là trên bàn không có cốc uống rượu, không giống như nạn nhân và hung thủ đã cùng nhau uống. Hơn nữa, trên chai rượu có những vết dấu tay máu rất rõ rệt. Trong phòng ngủ phía tây, cảnh sát đã tìm thấy một hộp đựng rượu có cùng thương hiệu với chai rượu kia. Hộp rượu này là một hộp dùng để chứa hai chai, nhưng trong hộp bây giờ chỉ còn lại một. Dựa vào điều này, cảnh sát kết luận rằng chai rượu này là của nạn nhân và đã bị nghi phạm uống sau khi gây án. Vì chai rượu này có dấu vết máu, nếu mà uống trước khi xảy ra vụ án thì không thể có dấu tay máu in trên đó được. Căn cứ vào việc chai rượu còn lại chưa tới 300ml, cho thấy rằng hung thủ đã uống gần hết một lít rượu sau khi giết người, và chắc chắn tình trạng tinh thần lúc đó của hắn ta đang trong trạng thái mất kiểm soát và hết sức điên cuồng. Sự điên cuồng của kẻ sát nhân không chỉ thể hiện qua tình trạng xáo trộn khủng khiếp ở hiện trường, mà hắn còn có những hành vi mang mục đích phá hủy. Đó là sau khi gây án, hắn ta đã tháo hệ thống và cắt đứt đường ống khí ga. Điều này cho thấy thủ phạm đã muốn tạo ra một vụ nổ khí ga để phá hủy hiện trường hoặc là tự tử. Nhưng sau cùng, hắn ta đã từ bỏ ý định đó và mở cửa sổ rồi rời đi. Ngày 4 tháng 5, vụ án mạng sát hại hai người, trong đó có một người khuyết tật, đã làm xôn xao cả khu vực vốn bình yên này. Ngoài việc thu thập dấu vân tay và dấu chân, cảnh sát đã đặc biệt chú ý đến những vết máu rơi trên sàn và thềm cửa. Dựa trên diện tích và vị trí của những vết máu, họ đã phân tích đó là vết máu do hung thủ để lại. Khả năng rất cao là nghi phạm đã bị thương nặng trong quá trình giằng co, đánh nhau với nạn nhân. Nhưng mặc dù trong phòng thì xáo trộn như vậy, nhưng cửa sổ và cửa ra vào đều còn nguyên vẹn, không có dấu vết phá hủy bằng vũ lực. Vậy kẻ sát nhân đã làm thế nào để vào hiện trường? Có lẽ hung thủ là người quen với nạn nhân và đã được nạn nhân cho vào nhà. Sau khi có báo cáo pháp y, nữ nạn nhân bị 14 nhát dao chủ yếu ở mặt, cổ, ngực và bụng. Tuy thi thể khỏa thân, nhưng không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, vì bên cạnh thi thể có một chiếc khăn tắm. Hơn nữa, vòi hoa sen trong phòng tắm chưa được đóng, nước vẫn tiếp tục chảy, nên cảnh sát tạm thời dựng lên tình huống gây án như thế này. Hung thủ và nam nạn nhân đang ngồi nói chuyện trong phòng khách thì xảy ra mâu thuẫn, và hắn đã tấn công người đàn ông ngồi xe lăn này. Khi đó, vợ nạn nhân đang tắm trong phòng tắm, nghe thấy tiếng kêu cứu, biết chồng gặp nguy hiểm, liền quấn nhanh chiếc khăn tắm, vội vàng chạy ra để giúp đỡ. Lúc này thì nữ nạn nhân bị hung thủ tấn công và chém gục. Còn nam nạn nhân đã cố gắng bỏ chạy nên đã ngã khỏi xe lăn, và ông ấy đã lết được vào trong căn phòng ngủ. Hung thủ sau khi tấn công và giết chết người phụ nữ thì tiếp tục chạy vào căn phòng ngủ sát hại nam nạn nhân tại đây, nên có nhiều vết máu trên nền, đệm và đầu giường ngủ. Khi sát hại cả hai nạn nhân xong, hắn bắt đầu lục lọi đồ đạc trong tủ, tìm kiếm tiền bạc và đồ đạc có giá trị, ném những thứ đồ như quần áo, giấy tờ phủ lên thi thể của nam nạn nhân đang nằm dưới đất. Sau khi lục lọi xong ở phòng ngủ này, hắn quay lại phòng khách để tiếp tục lục soát. Vì thi thể nữ nạn nhân nằm vướng ngay chỗ để mở mấy hộp tủ, nên hắn đã kéo thi thể của nữ nạn nhân ra phía ban công, tạo thành vết máu lớn kéo lê trên sàn. Và quá trình kéo lê xác nạn nhân khiến chiếc khăn tắm cuốn trên thi thể bị bung ra khi tới góc ban công phía sau. Thi thể nam nạn nhân mặc quần đùi áo phông trắng, nằm sấp trên sàn nhà, ở vị trí khoảng cách giữa tủ quần áo và giường. Có nhiều vết thương ở lưng cổ, trong đó vết thương gây tử vong là 3 nhát đâm sâu từ phía lưng, gây thủng phổi, mất máu cấp. Trên thi thể của nạn nhân nam cũng có tới 17 vết thương gây ra bằng dao. Từ cách hắn sát hại tàn nhẫn hai nạn nhân cho thấy, rất có thể hung thủ có sự thù hằn lớn. Nhưng hiện trường xáo trộn khủng khiếp như vậy, không biết mục đích của hắn là lục soát để lấy thứ gì hay là cướp tài sản. Nhiều hành vi kỳ lạ của nghi phạm như uống rượu sau khi gây án, định kích nổ bình ga, sau đó lại mở cửa sổ cho thoáng rồi rời đi, rất khó hiểu. Hắn đã được nạn nhân cho vào nhà, cách thức ra tay tàn nhẫn như có sự thù hận lớn, nhưng lại lục lọi tài sản giống như một vụ cướp. Có quá nhiều sự rối ren và mâu thuẫn trong vụ án này. Nghi phạm là người như thế nào? Và điều gì đã dẫn tới một vụ án đẫm máu như vậy? Các mẫu kiểm tra đã được gửi tới Cục Cảnh sát thành phố Đức Châu để kiểm tra DNA và tìm kiếm dấu vết vật chứng. Đồng thời, cuộc điều tra về các mối quan hệ xã hội của hai vợ chồng nạn nhân được lập tức tiến hành. Bà Ngọc Duyên và ông Lưu Phát đã nghỉ hưu từ nhà máy sản xuất nồi hơi nhiều năm. Mối quan hệ xã hội của họ rất đơn giản, ít khi mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên,
Khoảng gần 2 tháng trước đó, hai người này đã bất ngờ gọi điện thoại cho cảnh sát. Vào tối ngày 6 tháng 3, cảnh sát khu vực quận Đức Châu đã đến nhà của đôi vợ chồng này ngay sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu. Ông Lưu Phát nói với cảnh sát rằng, vừa nãy có người đập cửa nhà ông một cách dữ dội, làm cho cả hai ông bà rất hoảng sợ. Họ không dám mở cửa, cũng không dám nhìn qua cái lỗ soi cửa, mà đã vội vã gọi báo cảnh sát. Khi cảnh sát hỏi ông bà có biết lý do tại sao, hoặc nghi ngờ ai đã gây ra sự việc này, thì ban đầu cả hai người có chút ngập ngừng không muốn nói. Nhưng cuối cùng Lưu Phát nói, đó có thể là một người bạn cũ của ông ta, tên là Vương Cương. Và họ cho biết rằng, Vương Cương làm việc thu mua vật liệu phế thải và có mối quan hệ thân thiết với nhà máy sản xuất nồi hơi. Đôi vợ chồng Lưu Phát đã quen biết Vương Cương tại nhà máy sản xuất nồi hơi này. Vậy nhưng Lưu Phát và Ngọc Duyên có mâu thuẫn gì với Vương Cương thì họ không nói, mà chỉ tỏ ra e dè và lo lắng. Khi cảnh sát dò hỏi thêm nữa, họ nói rằng họ cũng không chắc chắn liệu người đó có phải là Vương Cương hay không, và cũng không muốn yêu cầu cảnh sát tìm kiếm hay có bất cứ biện pháp gì đối với Vương Cương nữa. Vậy tại sao hai vợ chồng Lưu Phát lại không muốn nói về Vương Cương? Và Vương Cương có liên quan gì đến vụ án mạng của hai nạn nhân này không? Ngay lúc này, cảnh sát đã có được kết quả xét nghiệm DNA và dấu vân tay ở hiện trường. Từ đó, so sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia, phát hiện dấu vết DNA trên miệng của chai rượu chính là của Vương Cương và rất nhiều dấu tay máu của hắn ở hiện trường vụ án. Cảnh sát kiểm tra camera khu vực, thấy khoảng 14 giờ ngày 3 tháng 5, một người đàn ông đeo một cái túi xách chéo màu đen đã đi vào khu vực có căn hộ của nạn nhân. Đây là một mục tiêu rất đáng nghi, nhưng góc nhìn của camera giám sát đã bị hạn chế. Và vào thời điểm đó, ở góc quay thứ nhất thì hung thủ đi lướt qua rất nhanh và vài bước là tới một cây to che khuất. Còn ở góc quay thứ hai thì gần như toàn bộ cơ thể của anh ta đã bị che khuất bởi chiếc ô tô đang đỗ trước khu nhà và chỉ thấy từ phía sau lưng anh ta. Ở cả hai góc quay này thì cảnh sát không thể thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông này. Cảnh sát đã yêu cầu người thân của nạn nhân nhận dạng và họ đã khẳng định chắc chắn người này chính là Vương Cương. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau khi xem xét lại video giám sát nhiều lần, cảnh sát chỉ nhìn thấy hình ảnh của anh ta đi vào chứ không thấy hình ảnh của anh ta lúc đi ra khỏi khu phố này, trong khi mọi lối ra vào của khu phố đều được giám sát. Vậy Vương Cương đã rời khỏi khu vực này bằng cách nào? Lúc này thì bảo vệ thông báo rằng vào buổi chiều ngày 3, có một chiếc xe hơi màu đen đã đỗ trong khu phố. Nơi đỗ xe này gây cản trở giao thông. Bảo vệ đã đến kiểm tra để xem đó là chiếc xe của ai. Và họ đã xác định rằng chiếc xe này không thuộc sở hữu của cư dân trong khu phố, nhưng họ không thể liên hệ được với chủ xe. Tuy nhiên sau đó, chiếc xe đã được lái đi. Sau khi biết thông tin này, cảnh sát đã chuyển sự tập trung từ việc tìm kiếm người sang việc tìm kiếm chiếc xe. Họ nhanh chóng tìm thấy chiếc xe màu đen này và thông qua biển số, họ xác định rằng chiếc xe này thuộc sở hữu của Vương Cương. Chiếc xe đã vào khu phố vào buổi chiều ngày 3, từ lúc gần 3 giờ rồi rời đi vào khoảng 5 giờ chiều. Nghĩa là đã ở trong khu phố hơn 2 giờ. Cảnh sát đã theo dõi hành trình của chiếc xe này dựa trên hệ thống giám sát giao thông ở ngoài khu phố. Nhưng sau khi đi qua hai ngã tư, chiếc xe đã hoàn toàn mất tích. Do thời điểm này chưa có nhiều camera giám sát lắm nên rất khó theo vết. Để biết Vương Cương đã lái xe đi đâu, cảnh sát tiến hành điều tra các mối quan hệ người thân của hắn ta. Trong đó, người đầu tiên bị điều tra là con trai của Vương Cương. Người đàn ông này cho biết rằng, vào ngày 3, cha của anh ta đã đến gặp và đưa cho anh ta 10.000 tệ. Sau đó nói với anh rằng, không cần lo lắng cho ông ta nữa. Hãy cố gắng sống thật tốt là được. Vương Cương cũng nói rằng, sẽ bỏ lại chiếc xe ở gần một khu công nghiệp ngoại ô của thành phố Đức Châu. Rồi nói con trai mình, sau này hãy đến đó để lấy xe về. Khi đó con trai của Vương Cương tỏ ra rất hoang mang trước những gì cha nói. Nhưng Vương Cương không giải thích thêm gì và đã vội vã lái xe rời đi. Vào ngày 4 tháng 5, dưới sự chỉ dẫn của con trai Vương Cương, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe màu đen mà Vương Cương đã lái ở một khu công nghiệp ngoại ô của thành phố Đức Châu. Trên ghế phụ của xe, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc túi đeo chéo màu đen. Qua so sánh, chiếc túi đeo chéo này rất giống với chiếc túi mà người đàn ông khả nghi đã đeo theo trong hình ảnh giám sát. Và quan trọng hơn, cảnh sát đã thu thập được dấu vết máu trên vô lăng và cửa xe ở bên ghế lái. Thông qua kiểm tra DNA, các dấu vết máu này đều thuộc về Vương Cương. Vậy là Vương Cương đã bỏ xe lại ở đây và tiếp tục bỏ trốn. Mặc dù con trai của Vương Cương không biết cha của anh ta đi đâu, nhưng anh ta cũng cảm nhận rõ sự kỳ lạ của cha mình. Anh ta nói với cảnh sát rằng, trước khi rời đi, cha anh ta đã ngồi trong xe và gọi điện thoại cho chú ruột của anh ta. Người này là em trai của Vương Cương. Cảnh sát đã đến nhà tìm kiếm em trai của Vương Cương là Vương Thiết, nhưng phát hiện ra rằng anh ta cũng đã mất tích.
ngay lập tức dò tìm trên các camera khu vực để xem các hoạt động của Vương Thiết từ lúc ra khỏi nhà. Thông qua các video giám sát trên đường, cảnh sát cuối cùng xác định được rằng Vương Cương đã gặp gỡ Vương Thiết vào tối ngày 3 tháng 5 tại huyện Ninh Kỳ. Cả hai đã thuê một chiếc xe taxi màu đen và rời khỏi Đức Châu. Dựa trên thông tin từ các trạm thu phí cao tốc, cảnh sát nhanh chóng xác định được biển số chiếc xe taxi màu đen và tìm được tài xế lái xe. Tài xế cho biết, lúc đó anh thấy một trong hai người khách lên xe có một người bị thương ở tay. Và qua cuộc trò chuyện giữa hai người này, anh ta nghe thấy họ nói đến việc tới bệnh viện huyện Ninh Kỳ để băng bó. Sau đó, tài xế đã đưa hai người này đến cổng bệnh viện huyện Ninh Kỳ và họ đã xuống xe tại đây. Cảnh sát tiếp tục kiểm tra camera an ninh tại bệnh viện huyện Ninh Kỳ thì thấy, vào lúc 1 giờ 30 sáng ngày 4 tháng 5, Vương Cương và Vương Thiết xuất hiện tại cổng phía bắc của bệnh viện. Tuy nhiên, sau một lát loanh quanh khu vực trước cổng bệnh viện, họ không vào mà tiếp tục rời đi. Cảnh sát đã thu thập hình ảnh giám sát dọc theo con đường. Và thật bất ngờ, trong các hình ảnh giám sát tiếp theo, Vương Cương và Vương Thiết mỗi người rời đi theo một hướng khác nhau. Khi người em trai rời đi, Vương Cương đứng bần thần ở góc màn hình và đi đi lại lại nhìn theo em mình. Lúc đó là khoảng 4 giờ 30 phút sáng. Sau khi Vương Thiết đi, Vương Cương đứng bồn chồn một lúc lâu trước khi tiếp tục một lần nữa lại biến mất. Các camera không còn ghi lại được hình ảnh của hắn ta. Sau một quãng đi bộ, Vương Thiết đã đón một chiếc taxi và trở về thành phố Đức Châu. Vì sao mà Vương Thiết lại một mình quay về Đức Châu và Vương Cương đã biến mất khỏi hình ảnh giám sát thì anh ta đã tiếp tục đi đâu? Cảnh sát đã triển khai cuộc điều tra toàn diện giữa Đức Châu và Ninh Kỳ. Vào ngày 5 tháng 5, cảnh sát đã tìm thấy Vương Thiết, em trai của nghi phạm Vương Cương tại huyện Đức Châu. Lúc này, nguyên nhân mà hai anh em đã bỏ trốn từ Đức Châu đến Ninh Kỳ vào đêm ngày 3 tháng 5 mới được làm sáng tỏ. Vương Thiết nghẹn ngào cho cảnh sát biết rằng anh trai của mình nói đã bị thương sau một cuộc ẩu đả và muốn tìm một nơi để chữa trị và nghỉ ngơi. Vương Thiết nghĩ rằng anh trai đã có xô xát lớn với ai nên muốn rời khỏi khu vực này một thời gian và đồng thời muốn đi băng bó vết thương nên anh đã đề nghị đến Ninh Kỳ. Cả hai anh em đã thuê một chiếc taxi để đến bệnh viện huyện Ninh Kỳ, nhưng khi đến Ninh Kỳ, Vương Cương mới tiết lộ sự thật cho em trai của mình. Câu chuyện đầu đuôi là như thế này. Vương Cương làm nghề thu mua phế liệu và có nhiều mối quan hệ với các nhà máy sản xuất gang thép. Và vợ chồng Lưu Phát đã quen biết Vương Cương tại nhà máy sản xuất nồi hơi. Lúc này, Lưu Phát làm quản lý tại nhà máy nồi hơi. Ông ta thường lấy một số phế liệu thép từ nhà máy ra bán cho Vương Cương với giá rẻ. Hai người đã hợp tác nhiều lần. Sau đó, Lưu Phát nói có một đợt hàng lớn trị giá gần 100.000 tệ, nhưng Lưu Phát có thể bán cho Vương Cương với giá hơi là 60.000 tệ. Nhưng trước tiên là phải đặt cọc 30.000 tệ đã. Vì hợp tác trước đó nhiều lần không có vấn đề gì, nên Vương Cương đã tin tưởng và đưa cho Lưu Phát 30.000 tệ, là khoảng gần 100 triệu tiền mình. Không ngờ không lâu sau, Lưu Phát lại gặp tai nạn nghiêm trọng trong khu xưởng, nên nghỉ hưu sớm. Vương Cương lo lắng, lo việc kinh doanh sẽ bị đình trệ, và đã nhiều lần thúc giục Lưu Phát trả lại tiền. Tuy nhiên, Lưu Phát đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn và nói Vương Cương tiếp tục đợi. Nhưng việc này kéo dài đã vài năm. Trong khoảng thời gian này, công việc kinh doanh của Vương Cương không mấy tốt đẹp. Vợ cũng mang theo con gái bỏ đi. Cháu nội sinh ra lại mắc bệnh bẩm sinh, không có tiền chữa trị. Vương Cương rất dễ mất kiểm soát và nhiều lần cãi vã với vợ chồng Lưu Phát vì đòi tiền. Nhưng Lưu Phát nhiều lần xin khất nợ vì năm trước phải đi phẫu thuật chân một lần nữa. Và tiền thuốc thang xoay sở cũng rất chật vật. Chưa kể vợ cũng đang có bệnh trong người, vừa mới đi vay được 10.000 tệ để đưa vợ đi khám. Nhưng nếu Vương Cương muốn lấy thì ông ta chỉ có thể trả được Vương Cương số tiền này, còn 20.000 tệ tiếp tục xin khất. Vương Cương đã cho rằng vợ chồng Lưu Phát có tiền nhưng không muốn trả, nên sau khi tranh cãi thì giận dữ giết chết cả hai nạn nhân rồi lục lọi trong nhà. Nhưng đúng là Lưu Phát đã nói thật, trong tủ chỉ có 10.000 tệ và vài trăm tệ tiền lẻ trong các ngăn kéo khác. Lúc này, Vương Cương có chút tuyệt vọng và ăn năn nên đã định kích nổ bình ga để tự sát trong căn phòng. Nhưng lại nghĩ tới gia đình con trai có đứa cháu nội mới 1 tuổi cũng đang cần tiền đi viện mổ do bệnh bẩm sinh, nên đã tới và đưa 10.000 tệ cuối cùng cho con trai rồi rời đi. Sau khi nghe được sự thật, Vương Thiết vô cùng bàng hoàng và ngây người nhìn anh trai mình, vừa đau xót vừa muốn trách cứ nhưng không biết phải làm gì nữa. Anh ta nói với Vương Cương rằng đây là một chuyện rất nghiêm trọng và không thể giúp được gì. Với tâm trạng phân vân và lo lắng, Vương Cương đã quyết định là Vương Thiết hãy trở về Đức Châu để tránh liên lụy. Sau một hồi lưỡng lự, hai anh em ôm nhau lần cuối rồi chia tay nhau ở đây. Còn sau đó Vương Cương đã đi đâu
thì anh ta cũng không biết. Sau khi tiến hành phân tích, đánh giá chi tiết hơn và nghe một số thông tin từ người dân mô tả về một người lạ mặt xuất hiện ở địa phương, đánh dấu dọc theo các quãng đường này, cảnh sát lần theo hướng di chuyển của Vương Cương. Họ tiếp tục bám theo dấu vết đến huyện Chi Nam, tỉnh Hà Bắc. Tại đây, cảnh sát Đức Châu đã gửi đi hàng trăm thông báo tìm kiếm cho các đồn cảnh sát từng khu vực ở các huyện và dán lệnh truy nã, thông báo treo thưởng, dồn mọi nguồn lực có thể để tìm kiếm Vương Cương. Tuy nhiên, sau nửa tháng tích cực truy tìm, nhưng vẫn chưa có bất kỳ dấu vết quan trọng nào được phát hiện. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 9 tháng 6 năm 2014, cư dân của một ngôi làng ở huyện Nam Chi, tỉnh Hà Bắc đổ dồn về một cánh đồng lúa ở ven làng. Một thi thể xuất hiện trong cái giếng dùng để cung cấp nước cho khu ruộng này. Đó là một cái giếng có miệng bằng đá, khá cổ kính. Nó sâu hơn 15 mét, nhưng miệng giếng chỉ rộng khoảng 60 cm. Vì vậy, việc trục vớt thi thể từ đáy giếng lên không phải là điều dễ dàng. Cảnh sát đã dựng một cái dòng dọc có ba chân bằng trụ sắt, như các bạn thấy trên màn hình bây giờ, và thả móc xuống. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ liên tục nỗ lực trục vớt, cảnh sát đã đưa lên một xác chết là nam giới từ đáy giếng này, theo tư thế hai chân lên trước, đầu cắm xuống, thi thể mặc quần dài, cởi trần. Báo cáo pháp y cho biết, người đàn ông này khoảng 45 tuổi, khỏe mạnh, trên cơ thể không hề có bất cứ vết thương nghiêm trọng nào, ngoài vài vết cháy sức nhẹ được xác định do mài vào thành giếng trong lúc rơi xuống. Thông qua cuộc điều tra ban đầu, cảnh sát đã xác định người đàn ông này đã tử vong do đuối nước. Trong túi quần của thi thể có một chùm chìa khóa, một gói thuốc lá, hơn 200 tệ. Trên tay trái có đeo một chiếc đồng hồ. Ngoài ra, không có bất kỳ giấy tờ nào khác để xác định danh tính của nạn nhân. Nhưng căn cứ vào tình trạng thi thể khi trục vớt, là đầu cắm xuống dưới, còn chân thì ngược lên. Như mình đã kể lúc nãy, cái giếng này có đường kính rất nhỏ, chỉ 60 cm. Như vậy, nếu một người rơi xuống thì không thể nào xoay người, tức là sẽ bị mắc kẹt hoàn toàn trong tư thế ban đầu. Vậy từ điều này suy ra, nạn nhân đã cắm đầu xuống giếng trước, mà nếu không phải là bị sát hại và thả xuống giếng trong tư thế này, thì chỉ có thể là người đàn ông này đã cố ý tự sát nên mới có tư thế kỳ lạ như thế. Còn nếu hụt chân mà trượt xuống, thì chân sẽ xuống trước và đầu ở phía trên mới đúng. Vậy anh ta đã tự sát. Thông tin một người lạ tới đây tự sát gây chấn động toàn bộ ngôi làng. Dù sao đi nữa, việc xác định danh tính của nạn nhân là công việc cấp bách. Cảnh sát đã nhanh chóng lấy mẫu và gửi điểm mẫu đến trụ sở công an tỉnh để tiến hành kiểm tra DNA. Nhưng do thi thể đã phân hủy nặng nên kết quả so sánh cần một thời gian. Trong lúc này, cảnh sát Nam Chi đã thuê một đội ngũ chuyên nghiệp trong việc trục vớt ở địa phương để tiến hành tìm kiếm lần thứ hai ở đáy giếng, xem có manh mối gì để xác định danh tính nạn nhân không. Tuy nhiên, sau 3 giờ tìm kiếm, cả đội không thu được bất kỳ kết quả gì. Nhân viên trục vớt đã mệt nhoài sau một thời gian dài ngâm nước, vì đây là một cái giếng sâu hơn 15 mét. Dựa vào kinh nghiệm của họ, họ cho rằng nếu bới vết sâu hơn nữa, họ cũng sẽ chỉ lấy được bùn từ đáy giếng. Tuy nhiên, cảnh sát Đức Châu vẫn kiên định với ý định tiếp tục nạo vét đáy giếng để tìm kiếm. Và sau 4 giờ tìm kiếm, một chiếc áo thun nam và một đôi giày vải khác đã được vớt ra. Hai thứ này được cho là đã tuột ra khi nạn nhân vùng vẫy trong lúc ngột nước ở tư thế cắm đầu xuống. Và điều khiến mọi người quan tâm nhất là một chiếc dây chuyền làm bằng dây bện, có mặt dây là một miếng đá trắng bọc một miếng vàng lá mỏng. Đây là một vật phong thủy cầu may mắn. Lúc này kết quả DNA trả về là trùng khớp với DNA của nghi phạm Vương Cương, nên cảnh sát Nam Chi Hà Bắc đã lập tức thông báo cho cảnh sát Đức Châu. Cảnh sát Đức Châu đã cho thân nhân của Vương Cương xem hình ảnh các đồ cá nhân của thi thể dưới nước. Ngay sau đó, con trai của Vương Cương xác nhận rằng tất cả những thứ đó đều thuộc về cha anh ta. Vậy là hung thủ của vụ án đã tự sát, có lẽ do quá mệt mỏi vì tình trạng luôn luôn căng thẳng và trốn chạy. Khi khám nghiệm tử thi, báo cáo pháp y cũng cho thấy không có gì trong dạ dày của Vương Cương và trong túi anh ta cũng chỉ còn 200 tệ. Dấu hiệu cho thấy nghi phạm đã rơi vào tình thế khốn cùng nên quyết định tự kết liễu bản thân. Đối với cảnh sát Đức Châu, đây là một vụ án rất đặc biệt. Bi kịch mâu thuẫn tiền bạc cuối cùng đã đổi ba mạng người một cách đau đớn và tàn khốc đến vậy. Thực ra trong sự việc này, nó là án mạng giữa chủ nợ và con nợ. Đúng là Lưu Phát đã nợ Vương Cương khá lâu rồi, nhưng mà ông ta không phải có ý định quỵt nợ, mà thực sự là do không có tiền. Từ việc chỉ còn 10.000 tệ mới vay được để mang đi chữa bệnh, ông ta vẫn đồng ý giao hết cho Vương Cương. Nhưng mà Vương Cương cũng đang trong bước đường khốn cùng. Vợ đưa con gái bỏ đi, cháu nội bị bệnh bẩm sinh cần chữa trị, công việc lại không thuận lợi, tất cả mọi thứ đổ dồn lên đầu cùng một lúc. Có lẽ hắn nghĩ rằng hai vợ chồng Lưu Phát đều có lương, nhưng không muốn trả tiền chứ không hề khó khăn như họ nói. Nhưng thực ra, hoàn cảnh của Lưu Phát cũng không khá hơn.
khi tiền chữa trị, thuốc thang sau vụ tai nạn, vợ cũng có bệnh trong người, hoàn cảnh cũng thê thảm không kém. Có một câu như thế này, ai cũng có một cuộc chiến riêng của họ. Chúng ta không biết những người xung quanh đang trải qua những gì, nên đừng vội vàng phán xét. Trong vụ án này, thật đáng tiếc, một phút không kiềm chế được vì những áp lực khó khăn trong cuộc sống mà ba người đều mất mạng. Mình tin là Vương Cương đã hối hận trong quãng đường bỏ trốn, bởi vì số tiền mà hắn phải giết người để đoạt lấy không phải là hắn lấy cho bản thân, mà mang số tiền đó cho cháu nội chữa bệnh. Dù trên đường trốn chạy thì chắc chắn cần phải rất nhiều tiền, nhưng Vương Cương đã không cầm theo một đồng nào từ số tiền lấy được. Dường như ngay từ thời điểm mà giết người xong, Vương Cương đã nghĩ tới việc tự sát rồi. Nhưng điều khiến hắn ta dừng lại việc kích nổ bình ga và mở cửa sổ rồi rời đi chính là vì đứa cháu nội bé bỏng không có tiền chạy chữa. Nên Vương Cương đã tìm gặp và mang cho con trai số tiền cuối cùng này, rồi dặn dò nơi bỏ xe. Hắn đã biết trước kết cục không thể tránh khỏi của bản thân. Mặc dù là kẻ mang trọng tội, một kẻ sát nhân máu lạnh khi đã xuống tay với hai nạn nhân, trong đó có một nạn nhân khuyết tật, vốn là điều không thể chấp nhận, không thể tha thứ được. Nhưng khi Vương Cương ôm em trai mình tạm biệt, cùng những hình ảnh trên camera mà hắn nhìn theo em trai mình rời đi, và khi Vương Cương buồn chồn đi đi lại lại một hồi lâu giữa quãng đường đó, có lẽ là những khoảnh khắc mà nhân tính và sự hối hận đang dày vào kẻ sát nhân này. Vì một phút bốc đồng, thiếu kiểm soát, mất đi sự đồng cảm, thấu hiểu, mọi việc đã không thể nào cứu vãn được nữa. Đó cũng là một bài học trong cuộc sống về sự kiểm soát nóng giận bản thân. Một vụ án buồn và đặc biệt, đúng không các bạn?